Chương 9. Thiền chỉ tịnh Samatha, thiền quán Vipassana. Đạo đế là bát chi đạo, có thể kể gọn thành tam học là giới, định, tuệ. Định ở đây thấp nhất là cận định, và cao nhất là thiền phi tưởng phi phi tưởng, đều dựa trên các đề mục thiền chỉ tịnh mà thành. Còn tuệ học chính là con đường quán niệm danh sắc, tức pháp môn tứ niệm xứ. Ở đây là phần bàn về định học, còn gọi là pháp môn thiền chỉ tịnh, lấy sự tập trung tư tưởng làm chính. Có tất cả 40 đề mục để hành giả an trú định tâm. Một số trong đó chỉ dẫn đến trình độ cận định, một số có thể dẫn đến ngũ thiền, và một số thì chỉ dẫn đến các tầng thiền thấp hơn. Nhưng chung quy thì sự định tâm do thiền chỉ tịnh mang lại luôn rất cần thiết cho việc phát huy trí tuệ, dầu là thế trí hay thánh trí. Lần lượt sau đây là các đề mục thiền chỉ tịnh. Một, thiền chỉ tịnh Samatha. A. 10 đề mục hoàn tịnh Kasina. Chữ Kasina này có nghĩa là toàn thể hay trọn vẹn, được dùng để nói đến khía cạnh không hạn lượng của đề mục. Như một miếng đất có đường kính một gang, bốn ngón lúc làm đề mục tu thiền. Lúc thành quan tướng thì không còn giới hạn trong kích thước đó nữa, có thể to như một chiếc mâm lớn, và lúc hóa hiện thần thông thì ý niệm đất trong tâm hành giả là vô hạn. Nếu muốn, hành giả có thể nhìn đâu cũng thấy đất để có thể đi trên đó, kể cả trên nước hay trên không. Một, đề mục đất Pathavi là một khuôn đất hình tròn có đường kính một gang và bốn ngón, xếp ngang treo vừa tầm mắt hành giả, để vị này chú mục vào đó mà định tâm. Hai, đề mục nước Apo là một chậu nước sạch không màu với kích cỡ y như khuôn đất hoàn tịnh. 3. Đề mục lửa Techo là một bếp lò có lửa cháy thành ngọn, với tấm màn chận ngang có lỗ tròn, cũng với đường kính trên. 4. Đề mục gió Wayo, ở đây là một khe hở để gió có thể luồn qua và chạm vào tóc hay da của hành giả. 5. Đề mục màu xanh Nila, cũng là một khung tròn màu xanh, loại màu xanh nào cũng được, bằng chất liệu nào đó, nhưng phải trơn láng, đừng để hành giả phải bận tâm vào khía cạnh nào đó ngoài màu xanh. 6 và 7 và 8, đề mục vàng, đỏ, trắng, Pita, Lohita, Odata, cũng như đề mục màu xanh mà hiểu. 9, đề mục ánh sáng Aloka, ở đây có thể là ánh nắng hoặc ánh trăng, hoặc một đốm sáng nào đó ẩn hiện qua giấy hay vải. 10. Đề mục hư không, Akasa, có thể là một lỗ trống hay khe hở nào đó, không hình thù cũng được. 10 đề mục này có thể dẫn đến ngũ thiền sắc giới và giúp hành giả luyện thành ngũ thông. B. 10 đề mục bất mỹ, Asufa, chữ cũ gọi là bất tịnh. Chữ Asufa có hai nghĩa, không đẹp và không sạch. Theo lý mà nói, nếu phải chọn một trong hai, thì chữ bất mỹ không đẹp sẽ chính xác hơn là bất tịnh. Vì nói không đẹp thì có thể bao gồm cả không sạch, nhưng trong cái không sạch không bao hàm được ý nghĩa không đẹp. Chúng ta có thể xem kinh mà thấy điều này, và hai ngài Sumetho, một thiền sư người Mỹ, và Paramahansa, một thiền sư bên Úc, đều là học trò ngài Ajahn Chah, đã lên tiếng về điều này từ lâu. Ở đây đề mục là xác chết ở các giai đoạn: 1. Trương sình Uthumataka, 2. Xanh xám Vinilaka, 3. Chảy nước vàng Vibhupaka, 4. Bị đứt lìa nhiều khúc Vichidaka, 5. Bị dã thú hay côn trùng xâm phạm dở dàng Vikhayitaka, 6. Từng phần tử thì bị vung vãi rời rạc đây đó Wikitaka, 7. Bị băm nát từng mảnh vụn Hata Wikitaka, 8. Ướt đẫm máu tươi Lohitaka, 9. Dòi bọ bu đầy
Puluwaka. 10. Chỉ là một bộ xương Atika, nguyên vẹn hoặc rời rạc hay chỉ còn là một nhúm bột trắng. Đề mục bất mỹ này chỉ có thể dẫn đến sơ thiền, không thể cao hơn, vì muốn tu đề mục này phải luôn có tầm. C. 10 đề mục tùy niệm Anusati. Nói là đề mục thiền chỉ tịnh, nhưng khi tu tập các đề mục này, hành giả lại chủ yếu dùng niệm chứ không phải định như hầu hết các đề mục khác. 1. Niệm Phật Buddha Anusati. Theo kinh điển Pali, chỉ niệm Phật không chỉ là réo gọi hồng danh của Ngài như trẻ con học bài hay như người niệm chú. Phép niệm Phật hay các đề mục tùy niệm khác cũng vậy, luôn đòi hỏi hành giả phải biết suy tưởng. Như niệm Phagawa thì phải tâm niệm ý nghĩa của hồng danh này là bậc thành tựu mọi đức lành, mọi phước báo, hoặc A-ra-hăng là bậc đã đoạn trừ tất cả phiền não và xứng đáng cúng dường. Xem thêm trong Thanh Tịnh Đạo phần định. 2. Niệm Pháp Thammanusati. Suy tưởng ý nghĩa bài Swakato Phagavata Thammo. 3. Niệm Tăng Sanghanusati. Suy tưởng ý nghĩa của bài Supatipanno. 4. Niệm Giới Silanusati. Là quán xét giới hạnh bản thân để tự hoan hỷ với mình là không một học giới nào bị lấm nhơ. 5. Niệm Thí Chaganusati. Hành giả suy tưởng đến khả năng hào sảng của mình rằng, trong điều kiện cho phép, tôi sẽ không từ chối giúp đỡ những ai cần đến tôi về vật chất. 6. Niệm Thiên Dewatanusati. Hành giả suy tưởng và quán niệm về các cõi dục thiên với sự yên lòng rằng chúng sanh ở đó có những tính, thí, giới, văn, tuệ. 8. Quý nào thì mình cũng có đủ những đức lành đó để có thể cộng sinh với họ mai này. 7. Niệm Niết Bàn Upasamanusati. Hành giả suy tưởng về ý nghĩa chân đế của Niết Bàn theo khả năng của hai trí văn và tư để hoan hỷ và an lạc rằng sự chấm dứt phiền não và sanh tử cũng là sự chấm dứt tuyệt đối tất cả những khổ thân, khổ tâm mà ta và các loài đang gánh chịu. 8. Niệm Chết Maranusati. Là hành giả suy niệm rằng một người vĩ đại như Đức Phật hay Đế Thích, Phạm Thiên cũng không tránh được cái chết, nói gì một người như ta. Và cái chết có thể xảy đến với mọi người ở bất cứ lứa tuổi nào, dưới bất cứ hình thức nào, êm đềm hay tàn khốc. 9. Thân hành niệm Kayagata Sati. Hành giả suy niệm để thấy rõ từ gót chân đến chóp tóc của mình là một túi da chứa đầy các vật uế trược. Nếu lộn ngược nó ra thì người chí thân cũng không dám đến gần, và bản thân mỗi người cũng không dám nuốt lại những thứ mình đã mửa. 10. Niệm hơi thở Anapanasati, tức sự tập trung tư tưởng để biết hơi thở đang ra hay vào. Trong 10 đề mục tùy niệm trên đây, đề mục thân hành niệm chỉ có thể dẫn đến sơ thiền. Đề mục hơi thở có thể dẫn đến ngũ thiền sắc giới. Các đề mục tùy niệm còn lại chỉ có thể dẫn đến cận định mà thôi. Một hành giả trong Phật giáo, mỗi ngày cần nhớ đến 4 đề mục giữ mình. Arakkha Kammatthana, bất kể là một người đang tu chỉ hay quán. Niệm Phật, niệm chết, niệm bất mỹ, niệm từ tâm. Có thể nói đề mục hơi thở là một trong những đề mục căn bản nhất của thiền chỉ tịnh. Tất cả chư Phật đều thành đạo bằng đề mục này. Nó đồng thời cũng là đề mục tiện dụng nhất, luôn có sẵn mọi nơi mọi lúc. Về phương thức chuẩn bị, đề mục cũng không có gì khó khăn. Hành giả chỉ việc chọn lấy một tư thế thích hợp, tùy hoàn cảnh, rồi tập chú vào chóp mũi, môi trên hay vùng bụng, rồi ghi nhận hơi thở vào ra. Tùy căn cơ mỗi người mà khả năng đè nén năm triền cái thành tựu sớm hay muộn. Một trong những kỹ thuật căn bản của phép niệm hơi thở là chỉ theo dõi chứ không có điều khiển nó. Khi bị phóng tâm cũng đừng hối tiếc, xem như chưa có gì xảy ra, và tiếp tục theo dõi hơi thở. Khi định tâm còn yếu, hơi thở cũng thô thiển hơn lúc tâm được an định vững vàng.
Một lúc nào đó hành giả còn cảm thấy như mình không còn hơi thở nữa, nhưng chuyện quan trọng vẫn là tiếp tục chú tâm ở các điểm lộ diện của hơi thở, chóp mũi hay bụng. Sở giải có cho một ví dụ như một người đi tìm con bò bị mất trong rừng. Thay vì lang thang kiếm tìm, thì nên để ý những chỗ uống nước của con bò như hồ hay suối hoặc đầm lầy. Nó đi đâu rồi cũng sẽ về đấy. Hơi thở cũng vậy. Khi năm triền cái vắng mặt thì điều tự nhiên là phỉ lạc pi tí, sự tĩnh tâm bát xá thí, thiền lạc su khá và định samathí sẽ lần lượt sinh khởi. Sự an lạc của hành giả lúc này rất đặc biệt, không một thứ hạnh phúc dục lạc nào có thể đem so sánh. Cứ vậy, hơi thở của hành giả sẽ đi qua các giai đoạn sở tướng, nhiếp tướng và quan tướng, để tâm đi vào cận định. Người duyên kém có thể suốt đời chỉ dừng lại ở đây, cận định. Người đủ căn cơ thì ngay sau đó có thể trong nháy mắt, hoặc nhiều tháng, nhiều năm sẽ lần lượt chứng đắc từ sơ thiền trở lên đến ngũ thiền sắc giới. Người không tu tuệ quán có thể nhờ vậy mà sanh về các cõi phàm thiền, hoặc ngay đời hiện tại có thể thực hiện các loại thần thông. Với người tu tuệ quán thì các tầng thiền chính là điều kiện tốt nhất để tu tập trí tuệ minh sát. Đây mới là hành trình hoàn hảo của đạo lộ tam học. Như ta đã thấy, trong 40 đề mục thiền chỉ tịnh, có một số đề mục có thể cũng là đề tài tuệ quán nếu được tu tập bằng niệm và tuệ, chứ không phải định. Đó là các đề mục hơi thở, tử thi, thể trược. D. Bốn phạm trú tức vô lượng tâm, Brahmavihara. Từ bi, hỷ, xả được gọi là bốn pháp phạm trú Brahmavihara, vì đây là bốn thứ tâm trạng luôn có trong tâm của các vị phạm thiền như là một đặc điểm. Bốn pháp này cũng được gọi là tứ vô lượng tâm Appamanya, bởi vì chúng chỉ có thể đưa đến kiên cố định khi lấy đối tượng là tất cả chúng sinh trong mọi phương hướng. Một, từ tâm Metta là lòng mong muôn loài được vui, được tốt. Tâm trạng này không phải là sự thương mến theo cách ái luyến thường tình giữa nam nữ, bạn bè hay thân tộc với nhau, bởi đó là thứ tình cảm dựa trên những điều kiện. Tôi thương anh bởi vì anh là thế này hay thế khác. Riêng tình thương được gọi là từ tâm thì không cần đến bất cứ điều kiện gì. Ai cũng thương và họ có ra sao cũng thương, thương mọi nơi và mọi lúc. Pháp đối lập trực tiếp của từ tâm là sự bất mãn hay ghét bỏ, những khía cạnh khác nhau của tâm sân dosa. Pháp đối lập gián tiếp của từ tâm là sự quyến luyến bằng tâm tham. Chi pháp cốt lõi của từ tâm là tâm sở vô sân. 2. Bi tâm Karuna là sự bất nhẫn hay lòng trắc ẩn trước nỗi khổ của chúng sinh. Trong khi từ tâm là mong người được vui, thì bi tâm là mong người đừng khổ. Pháp đối lập trực tiếp của bi tâm là lòng hại người. Pháp đối lập gián tiếp là lòng bi lụy. Chi pháp căn bản cho bi tâm là tâm sở bi. 3. Tùy hỷ mudita là tâm trạng vui theo niềm hạnh phúc hay sự tốt lành của người khác. Pháp đối lập trực tiếp của hỷ tâm là lòng ghen tị. Pháp đối lập gián tiếp là sự xu phụ. Hỷ tâm giúp ta bỏ được những thành kiến hay ác cảm với người. Chi pháp cốt lõi của hỷ tâm là tâm sở tùy hỷ. 4. Xả tâm upekkha là trạng thái bình thản của một người có khả năng thông cảm và tha thứ cho chúng sinh. Ở đây không có thương hay ghét, mà là sự thông cảm của một người biết và tin nghiệp lý khi nhìn về người đang vui hay khổ bằng tâm niệm rằng họ đang đi theo cái nghiệp của mình. Xả tâm là trạng thái nằm giữa bi và hỷ, nên xả tâm đúng mức chỉ có ở người đã thành tựu ba phạm trú trên. Pháp đối lập trực tiếp của xả tâm là tham và sân, raga, dosa, và pháp đối lập gián tiếp là sự lạnh lùng vô tâm hay là sự lãnh đạm vô tri, anyanupekkha. Ba đề mục phạm trú đầu có thể dẫn đến tứ thiền sắc giới, riêng xả phạm trú thì dẫn đến ngũ thiền sắc giới. Có hai cách tu tập bốn pháp phạm trú. Bắt đầu từ cận định trở đi, chứng thiền sắc giới bằng các đề mục khác của thiền chỉ tịnh,
rồi dựa trên nền tảng đó mà tu bốn pháp phạm trú. Cách này nhanh hơn mà cũng khó hơn. Gọi tên là vậy, nhưng chỉ có từ bi hỷ xả ở một người chứng thiền bằng bốn đề mục này mới đáng gọi là các pháp phạm trú hay vô lượng tâm mà thôi. Về kỹ thuật, làm sao có thể đắc định khi lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng để chú tâm, thì xin xem thêm trong Thanh Tịnh Đạo phần giải về định. Xem bản 60 tứ vô lượng tâm trang 392. Một cách vắn tắt, để tạo phước tài sản thì không gì hơn sự cúng dường hướng đến tứ phương tăng. Để trao dồi trí tuệ giải thoát thì không gì hơn việc tu tập tứ niệm xứ. Để có được các công đức ngoài ra hai phước báo vừa kể thì không gì hơn việc tu tập tứ vô lượng tâm. Tu tập ở mức độ sơ sài, chưa đắc định thì cũng có thể dẫn sanh ở cõi lành, dục giới. Nếu tu tập đúng mức, tức đắc chứng từ sơ thiền trở lên, thì hành giả dĩ nhiên có thể sanh về phạm thiên và hưởng được vô số các phước lành hữu lậu. Để có thể chứng thiền bằng bốn đề mục vô lượng tâm, thì hành giả nên biết đại khái một số kỹ thuật sau đây. Đối với người sơ cơ, bước đầu tu hạnh từ tâm, nên tránh nghĩ đến những đối tượng mà mình quá ghét hoặc quá thương. Sau đó nên học thuộc lòng các câu nguyện đặc biệt cho từng pháp phạm trú, từ, bi, hỷ, xả. Các phép tu thiền. Một, phép tu thiền với đề mục tứ vô lượng tâm. Trước hết, hành giả lần lượt nghĩ đến 12 đối tượng sau đây. Tất cả hữu tình sách tác. Tất cả loài hữu mạng băng nát. Tất cả sinh vật hiện hữu phu tá, tất cả sinh linh nói chung quốc gá lá, tất cả các loài có tự thể, atapha quá pariya panna, tất cả nữ nhân ý thí, tất cả nam nhân purisa, tất cả thánh nhân ariya, tất cả phàm phu bhutuchana, tất cả chư thiên deva, tất cả nhân loại manusa, tất cả các loài sa đọa, vinipatika. Sau đó hành giả nghĩ đến từng đối tượng trên đây trong từng hướng của 10 hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên và dưới, với 4 lời nguyện mong từng đối tượng đừng oan trái lẫn nhau, đừng sống trong sân tâm apyapaccha, không bị khốn khổ anicca, và luôn được hạnh phúc sukhi. Và đây là vài câu nguyện mẫu. Xin cho tất cả phàm phu ở hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. Xin các phàm phu ở hướng đông đừng sống trong sân tâm. Xin các phàm phu ở hướng đông không bị khốn khổ. Xin các phàm phu ở hướng đông luôn được hạnh phúc. Như vậy, ta có 480 câu nguyện để có thể nhập định với đề mục từ tâm này. 2. Phép tu thiền với đề mục bi vô lượng tâm. Ở đây hành giả ban rải pharati, bi tâm đến từng đối tượng, trong 12 đối tượng ở từng hướng, trong 10 hướng, với một câu nguyện duy nhất. Mong cho đối tượng đang bị khổ, nam, nữ, phàm, thánh, siêu đọa, đừng bị đau khổ nữa, dukkha mucchantu. Như vậy, trước khi có thể đắc định với đề mục bi vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục chuyên chú trong 120 câu niệm, 12 đối tượng nhân 10 hướng nhân một câu nguyện. 3. Phép tu thiền với đề mục hỷ vô lượng tâm. Ở đây hành giả ban rải pharati hỷ tâm đến từng đối tượng, trong 12 đối tượng ở từng hướng, trong 10 hướng, với một câu nguyện duy nhất. Mong cho đối tượng ấy, nam, nữ, phàm, thánh, siêu đọa, hãy giữ hoài những điều tốt đẹp đang có. Yattha latha sampatito ma vi gacchantu. Như vậy, trước khi có thể đắc định với đề mục hỷ vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục chuyên chú trong 120 câu niệm, 12 đối tượng nhân 10 hướng nhân một câu nguyện. 4. Phép tu thiền với đề mục xả vô lượng tâm.
Ở đây hành giả ban rải xả tâm đến từng đối tượng, trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng, với một câu nguyện duy nhất. Mỗi cá nhân trong đời, nam, nữ, phàm, thánh, siêu đọa, đều có nghiệp riêng, sape sata kamasaka, đủ để xoay sở. Như vậy, trước khi có thể đắc định với đề mục xả vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục chuyên chú trong 120 câu niệm, 12 đối tượng nhân 10 hướng nhân một câu nguyện. 5. Bất tịnh thực, ahare patikulasanya. Đề mục này chỉ có thể dẫn đến cận định vì đòi hỏi khả năng suy tưởng, quán xét nhiều hơn là sự tập trung tư tưởng. Cách thức tu tập là hành giả nhìn vào mâm ăn của mình rồi nghĩ tưởng đến cách thức pha trộn từng thứ ra sao, xuất xứ của từng món thế nào. Sau đó hành giả liên tưởng đến đường đi của thực phẩm từ miệng vào bên trong cơ thể. Một món ăn ngon lành và đắt tiền đến mấy cũng trở nên đáng tởm khi đã chạm vào nước bọt của một người, nói chi là lúc đã vào đến bao tử hay ruột già. Thậm chí một món ăn được nấu nướng cẩn thận, dầu chưa bị chạm đũa, nếu được cất giữ ở một điều kiện nhiệt độ không thích hợp, thì trong một thời gian nào đó cũng sẽ trở nên khó nhìn, khó ngửi. Thực phẩm là nguồn sống chính yếu của loài người, thậm chí còn được xem là một trong những khoái lạc của nhân sinh. Nên nếu một người có được lòng ly dục trong chuyện ăn uống, thì đó cũng là một công phu tu tập quan trọng lắm rồi. Khi coi nhẹ việc ăn uống, ngoài việc hạn chế tham tâm trước mắt, hành giả cũng sẽ không vì nó mà mất nhiều thời gian hay công sức một cách vô ích. 6. Tứ đại tưởng, cha tú tha tú qua quách tha ná. Tứ đại ở đây được quan sát qua từng bộ phận cơ thể của bản thân, chẳng hạn tính chất cứng mềm của đất có thể tìm thấy ở đâu trong tấm thân này, tính chất nóng lạnh của lửa, sự ngưng tụ của nước hay sự xê dịch, di động của gió cũng đều có thể tìm thấy trong từng bộ phận thân người. Như thân nhiệt là lửa, các dịch chất là nước, hơi thở là gió. Tùy ở bộ phận nào mà các đại chất hiển hiện nhiều hay ít, rõ ràng hay mờ nhạt. Nhìn bãi nước bọt, hành giả biết đó là nước của thân. Xoa bóp hay sờ nắm tay chân, thân mình thì hành giả biết đó là địa đại của thân. Cảm được thân nhiệt cao thấp trong mình, hành giả biết đó là lửa của thân. Lúc hít thở hay ở hơi, đánh rắm thì hành giả biết đó là gió của thân. An trú như vậy nhiều ngày nhiều tháng thì hành giả sẽ thấy thân mình hay thân người chỉ là một khối tứ đại tổng hợp. Những thương ghét hay sợ hãi sẽ nhờ vậy mà giảm bớt lần. Đến một lúc nào đó dầu còn là phàm nhân, hành giả cũng an lạc như bậc thánh. Với người hữu duyên như trường hợp tôn giả Lakuntaka Phatiya, khi quán tưởng bốn đại, họ cũng có thể lấy đó làm đề mục thể trược, bất tịnh hay màu sắc để chứng đắc kiên cố định. Dù bản thân đề mục tứ đại tưởng chỉ có thể dẫn đến cận định. 7. Bốn đề mục vô sắc. Xin xem lại ở phần trước. F. Các cơ tánh charita hành giả. Cơ tánh ở đây là những khuynh hướng tâm lý của chúng sinh. Nói rộng thì có 63, nói gọn thì là 6 cơ tánh sau đây. 1. Dục tánh raga charita là người có lòng tham nổi trội. Nếu tu tập thiền chỉ tịnh, hạng này thích hợp với các đề mục tử thi và thể trược. 2. Nộ tánh dosa charita là người có lòng sân hận nổi trội. Hàng này thích hợp với đề mục bốn phàm trú và các đề mục màu sắc. Dù màu trắng cũng là màu ưa thích của người nhiều ngộ tánh vì nó đơn giản và sạch sẽ. 3. Độn tánh Mohacharita là hạng độn căng, chậm chạp. Hạng này thích hợp với đề mục hơi thở, vì đề mục này thích hợp cho tất cả các cơ tánh. 4. Vọng tánh hay đảng tánh Vitakacharita là người có bản tánh hướng ngoại một cách sôi nổi, cũng tu chung đề mục với người tánh si. 5.
mộ tánh, Sattaracharita, là người có niềm tin nổi trội, thích hợp với sáu đề mục tùy niệm, tam bảo và thí, giới, thiên tùy niệm. Sáu ngộ tánh, Buddhicharita, là hạng người có trí tuệ nổi trội. Hạng này thích hợp với các đề mục niệm chết, niết bàn, bất tịnh thực và tứ đại tưởng. Đây là những đề mục sâu sắc, vi tế, nên cần được sự bén nhạy của trí tuệ. Sáu đề mục kansina, không kể bốn kansina màu sắc và bốn đề mục vô sắc thích hợp với tất cả cơ tánh. G. Ba trình độ thiền chỉ tịnh Phawana. Một, giai đoạn chuẩn bị Parikamma Phawana. Đây là giai đoạn bắt đầu tu tập một đề mục nào đó trong 40 đề mục. Công phu của hành giả lúc này chỉ mới là giai đoạn tập sự chú tâm vào đề mục. Chẳng hạn như với đề mục đất, thì sau khi làm ra một khuôn đất với kích thước đã định sẵn, rồi chú mục vào đó để niệm đất, đất. Định tâm có được ở giai đoạn này được gọi là chuẩn bị định Parikamma Samadhi. 2. Giai đoạn cận định Upachara Phavana là giai đoạn định tâm của hành giả đã vững mạnh hơn lúc đó. Như đối với đề mục đất, lúc này hành giả không cần mở mắt nhìn, vẫn thấy khuôn đất đó hiển hiện trước mặt, vành vạnh và chói rực. Định tâm lúc này được gọi là cận định. Cả thiền chỉ tịnh lẫn tuệ quán đều cần đến khả năng tập trung tư tưởng này để đi vào trình độ kiên cố định hay đạo quả. Hình ảnh đề mục ở giai đoạn chuẩn bị định thì gọi là sở tướng, Parikamma Nimitta. Ở giai đoạn cận định thì gọi là quan tướng, Patiphaga Nimitta. Và định tâm ở giai đoạn này gọi là cận định Upachara Samadhi. 3. Giai đoạn kiên cố định, Appana Phavana. Ở thiền chỉ tịnh thì đây là lúc hành giả chứng sơ thiền trở lên. Ở tuệ quán thì đây là lúc hành giả chứng sơ quả trở lên. Có 40 đề mục thiền chỉ tịnh đều phải trải qua giai đoạn chuẩn bị Parikamma Phavana. Riêng 10 đề mục sau đây thì chỉ dẫn đến cận định. 8. Tùy niệm đầu, trừ thân hành niệm và hơi thở. Bất tịnh thực, tứ đại tưởng. 30 đề mục còn lại có thể dẫn đến kiên cố định Appana Samadhi. Xem bảng 61-40 đề mục thiền chỉ tịnh trang 399. Như vậy, có 25 đề mục dẫn đến sơ thiền sắc giới, 14 đề mục dẫn nhị, tam, tứ thiền sắc giới, 12 đề mục có thể dẫn đến ngũ thiền sắc giới, 10 đề mục dẫn đến cận định, vừa ghi ở trước, 4 đề mục vô sắc dẫn đến 4 tầng vô sắc tương ứng. Xem bảng 62 ấn chứng Nimitta và đề mục Kammatthana trang 400. Một hành giả đã chứng thiền, tối thiểu sơ thiền, thường phải trao dồi 5 khả năng sau đây, từ chuyên môn gọi là 5 pháp tự tại Wasita. 1. Khả năng bắt đầu nhanh chóng Awachala Wasi. 2. Khả năng nhập thiền nhanh chóng Samapachana Vassi. 3. Khả năng trụ thiền lâu mau như ý Atithana Vassi. 4. Khả năng xuất thiền nhanh chóng như ý Uthana Vassi. 5. Khả năng phản kháng chi thiền như ý bằng cách giảm bớt số lượng tâm hữu phần nằm giữa các tâm lộ nhập định Pachawekkhana Vassi. Cách thức duy nhất để từ tầng thiền thấp lên được tầng thiền cao. Trước hết, hành giả phải nhìn thấy được cái gì là tầm vitakka và thấy nó không cần thiết nữa, nhờ vậy mới lên được nhị thiền. Để lên các tầng thiền khác cũng bằng cách này là loại bỏ dần dần những chi thiền thô thiển. Nhân loại tu 40 đề mục, dục thiên chỉ tu được 28 đề mục thiền chỉ, trừ 10 asupa, 32 thể trược, thực phẩm bất tịnh. Phạm thiên cõi ngũ uẩn chỉ tu được 27 đề mục, trừ thêm hơi thở. H. Các loại thắng trí, Avinya, thần thông, ít thí. Một người đã chứng đắc tối thiểu là ngũ thiền sắc giới.
Nếu muốn có thể trau dồi các loại thần thông sau đây, y cứ trên 10 đề mục Kansina đã tu tập. Một người khi đã đắc ngũ thiền bằng một trong 10 đề mục Kansina, sau đó có thể tu lại 9 đề mục kia một cách rất dễ dàng. Một, biến hóa thông là khả năng di chuyển tự tại trong đất, nước, lửa, gió và hóa hiện món này vật nọ. 2. Thiên nhĩ thông là khả năng nghe được những âm thanh quá xa hoặc rất nhỏ mà tai thường không nghe được. 3. Tha tâm thông là khả năng đọc hiểu suy nghĩ của người khác. 4. Túc mạng thông là khả năng nhớ lại chuyện kiếp trước của mình và người khác, nhớ được ít hay nhiều là tùy thuộc trình độ mỗi cá nhân. 5. Thiên nhãn thông là khả năng thấy biết những điều mà mắt thường không nhìn thấy được. Thuật ngữ thiên nhãn thông ám chỉ cho hai khả năng: khả năng nhìn thấy những thứ cực xa hoặc cực nhỏ, khả năng thấy được nhân quả ba đời. Về quá khứ thì biết rõ do nhân duyên nào ta và người phải trải qua những hoàn cảnh đó. Về tương lai, biết rõ ta và người sẽ như thế nào. Năm loại thần thông ở trên có thể có ở phàm phu. Khi nói đến lục thông thì phải cộng thêm lậu tận thông, tức thánh trí A-la-hán. 2. Pháp môn tuệ quán. Như đã nói ở trước, con đường giải thoát có thể được phân thành 3 giai đoạn: giới, định và tuệ. Định ở đây là pháp môn thiền chỉ tịnh, lấy sự tập trung tư tưởng trên 40 đề mục làm chính. Cứu cánh của thiền chỉ tịnh tối thiểu là sự an định nội tâm trong hiện tại, và tối đa là sự chứng đắc các tầng thiền định và sanh về phạm thiên giới. Một người cầu đạo giải thoát thì dùng thiền chỉ tịnh để có được khả năng định tâm vững vàng nhằm phát triển tuệ quán để chấm dứt phiền não tái sanh. Pháp môn tuệ quán chính là công phu trau dồi chánh niệm trên 4 đề mục thân, thọ, tâm, pháp, tức tứ niệm xứ. Một cách tối thiểu, hành giả tu tuệ quán phải biết sơ qua các vấn đề sau đây: thất tịnh, tam tướng, 3 pháp ấn, 3 pháp tụy quán, 10 trí tuệ quán, 3 giải thoát môn. Những vấn đề này được trình bày vắn tắt trong thất tịnh sau đây. 3. Thất tịnh Visuddhi gồm 7 pháp thanh lọc nội tâm phàm phu để họ trở thành thánh nhân. 7 pháp thanh tịnh này thật ra chỉ là cách trình bày rộng rãi của tam học mà thôi. A. Giới tịnh Sila Visuddhi gồm 2 loại giới luật của hàng xuất gia và tại gia. Nếu hạng nào giữ tròn giới hạnh hạng nấy thì việc tu tập chỉ nói chung mới có thể tiến bộ. Giới tịnh có công năng làm sạch thân nghiệp và khẩu nghiệp, dĩ nhiên còn là một phần ý nghiệp. B. Tâm tịnh Chitta Visuddhi. Ở đây là 3 chi đạo chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói ngắn gọn thì tâm tịnh chính là định học, gồm sát na định, khandika samadhi, sự định tâm trong từng phút. Cận định upachara samadhi, thời điểm sắp chứng kiên cố định. Và kiên cố định Appana Samadhi từ sơ thiền trở lên. Các loại định này được gọi là tâm tịnh vì có khả năng đè nén năm triền cái. C. Kiến tịnh Ditthi Visuddhi là khả năng thanh lọc tri kiến bằng sự hiểu biết căn bản về danh sắc, cũng là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, qua các khía cạnh thực tính. Bản tướng Lakkhana, chức năng Rasa, điểm đặc trưng Pachupatthana và yếu tố cần thiết Padatthana. Nói theo 10 trí tuệ quán thì kiến tịnh chính là danh sắc phân biệt trí Nama Rupa Pariccheda Jnana. D. Đoạn nghi tịnh Kankha Vitarana Visuddhi là khả năng hiểu biết về 12 duyên sinh, 24 duyên hệ, lộ tâm, lộ sắc để thấy được cái gọi là chúng sinh gồm có những gì và thế nào là sự luân hồi siêu đọa. Nhờ những hiểu biết này, hành giả mới bỏ được những nghi hoặc về bản thân và người khác theo cách nghĩ thường tình, gắn liền với ngã chấp. Trước kiếp này, tôi là ai, ở đâu, sống ra sao?
Hiện giờ tôi đang là gì trong trời đất này? Mai này chết đi, tôi sẽ ra sao? Một hành giả có hiểu biết về Phật Pháp luôn hiểu rằng, dầu trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì cái gọi là chúng sanh bất luận cỡ nào cũng đều là các uẩn sinh diệt theo tác động của nghiệp báo và phiền não. Hành giả luôn hiểu rằng, năm uẩn ở đâu và lúc nào cũng luôn gắn liền với tam tướng. Cũng nhờ những nhận thức này, hành giả tránh được hai thứ tà kiến là thường kiến và đoạn kiến. Nói theo 10 trí tuệ quán, thì đoạn nghi tịnh chính là liễu duyên tệ. Parigyaha Nhanna. Các vị chú giải sư nói rằng, một hành giả thành tựu được kiến tịnh và đoạn nghi tịnh, coi như đã là một vị sơ quả tương đối, gọi theo tên Pali là Chulasotapanna, tiểu tu đà quần. So với người khác thì khả năng sa đọa thấp hơn nhiều. Hai trí tuệ quán trên đây là nền tảng quan trọng trong pháp môn tuệ quán. Đạo phi đạo tri kiến tịnh, Magga Magga Nhân Ná Dasana Visuthi. Tịnh pháp này chính là hai trí thẩm sắc tuệ, Samma Sana Nhân Ná và sanh diệt tuệ Uda Yepaya Nhân Ná, trong 10 trí tuệ quán. Thẩm sắc tuệ là khả năng nhìn thấy tam tướng trong danh sắc ngũ uẩn. Sanh diệt tuệ là khả năng thấy được sự sanh ra và biến mất của chân đế. Nói chính xác thì phải từ hai trí tuệ quán này trở đi, thì hành giả mới thấy được cái gọi là năm uẩn chân đế thông qua bốn khía cạnh rốt ráo. Bất cứ cái gì trong đời, giàu là danh hay sắc, cũng đều là những khối tổng hợp kalapa. Không gì có thể tồn tại độc lập mà không cần đến những mối tương quan với bao thứ khác. Nhận thức này được gọi là tích quán, kalapa sammasana. Cái gì ở đời cũng là một giai đoạn, hôm nay sẽ là hôm qua, và ngày mai có lúc sẽ là hôm nay. Nhận thức này được gọi là thời quán, Atthana Sammasana. Bản chất của đời sống là sự trôi chảy không ngừng, và mọi thứ luôn trong tình trạng đang trở thành cái khác. Từ đó ba thời chỉ là một khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi vô cùng. Cái gì ở đời cũng chỉ là những chuỗi dài ghép nối trước với sau Santati. Như nói nhìn thấy, lắng nghe hay niềm vui nỗi buồn đều là những chuỗi dài tâm lý được ghép nên bởi vô số sát na trước sau. Nhận thức này được gọi là liên hợp quán, Santati Sammasana. Cái gì ở đời cũng chỉ tồn tại trong một sát na, không một đơn vị thời gian nào trong ngôn ngữ phàm phu có thể diễn tả được tốc độ sanh diệt cực kỳ mau lẹ của danh sắc chân đế. Nhận thức này được gọi là sát na quán, thấy đời trong mỗi sát na, Khanna Sammasana. Hành giả tu tuệ quán đến giai đoạn này luôn phải trải qua một cám dỗ rất lớn, nếu thiếu duyên khó mà vượt qua, đó chính là 10 tùy phiền não, Vipassanu Pakkilesa. Gọi là tùy phiền não là bởi chúng có thể trở thành chướng ngại cho sự tiến bộ của hành giả. Một hào quang Ophasa. Có người vào thời điểm này thấy thân mình tự nhiên phát sáng, hoặc trở nên trong suốt như pha lê. Người kém duyên sẽ tưởng đó là một sự chứng ngộ ghê gớm nào đó. Thực ra đây chỉ là một chuyện rất tự nhiên khi nội tâm một người đạt tới sự chuyển đổi quá lớn. 2. Phỉ lạc phi tí. Có người bỗng nhiên cảm nhận được một niềm vui mà từ bé đến giờ chưa từng biết qua. 3. Sự yên tĩnh của thân tâm Pasati. Có người như nghe được những chuyển động vi tế nhất của thân tâm, bởi lúc đó mọi thứ ở họ như đang trong trạng thái vắng lặng đến tột cùng. 4. Thuần tính Atimokha. Có người ở giai đoạn này cứ tưởng mình đã là sơ quả, khi niềm tin nơi tam bảo bỗng dưng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, họ như thấy Đức Phật ngay trước mặt và dám chết vì Ngài. 5. Giọng mảnh Pagaha. Có người lúc này thấy việc lành nào cũng dễ như trở bàn tay, dù thật ra nó quá sức họ. Hành giả lúc này làm việc không biết mệt. Tâm trạng này cũng có thể khiến hành giả ngộ nhận mình đã là thánh nhân, vì từ bé đến nay chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm đặc biệt như vậy.
6. Sự tịnh lạc Sukha. Có người ở giai đoạn này nghe được trong cả thân tâm một niềm hạnh phúc vô bờ bến không thể diễn tả, một sự dễ chịu mà không một dục lạc nào có thể đem lại. Nhờ vậy hành giả có những thứ sắc tâm chưa từng có bao giờ, thanh thản, nhẹ nhàng và thanh tịnh. 7. Sáng trí nhân na. Có người ở giai đoạn này thấy mình như trở thành một người khác, bỗng nhiên hiểu ra những điều xưa giờ bế tắc hoặc chưa từng nghĩ đến. Đây là chuyện tốt nhưng cũng là cái bẫy cho hành giả kém duyên tưởng mình đã đắc thánh. 8. Chánh niệm Upatthana. Ở giai đoạn này, hành giả như sống 100% với chánh niệm, trong khi trước đây 1 giờ chánh niệm liên tục đã là rất khó. Bây giờ bao lâu cũng được và rất dễ dàng, thậm chí vững mạnh hơn xưa rất nhiều lần. 9. Xả tâm Upekkha. Chi pháp căn bản ở đây là tâm sở hành xả và tâm sở tư trong tâm khai ý môn. Ở giai đoạn này, có người thì thấy tâm trạng nổi bật của mình là sự thanh thản không vui hay buồn, thương ghét đối với bất cứ trần cảnh nào, dầu người hay vật. Cảm giác đó giống như ở một bậc thánh không còn sân tâm hay dục ái nữa, nghĩa là không vui chẳng buồn, không thích hay ghét. 10. Pháp ái Nikanti. Là sự ham thích, đam mê với những thành tựu tiến bộ của mình trong pháp môn tuệ quán qua các tùy phiền não. Trong 10 tùy phiền não vừa kể, chỉ có điều cuối cùng mới là phiền não mà thôi. 9 điều trước trừ hào quang là pháp vô ký, đều là thiện pháp cả. Nhưng sở dĩ gọi là tùy phiền não, vì chúng là những cạm bẫy cho người thiếu duyên tưởng mình đã là thánh nhân. 10 tùy phiền não lúc này là cơ hội cho 3 phiền não mạng, ái, kiến. Với người hữu duyên, đắc thánh trí, thì cả 10 tùy phiền não chỉ là cảnh phù du trong giai đoạn nhất thời mà thôi. Họ biết rõ cảnh danh sắc sanh diệt mới là điều cần lưu tâm. Cái gì ngoài ra cũng không cần thiết để vướng mắc. Đó là vì sao giai đoạn này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là trí biết rõ cái gì giả, cái gì thật. F. Đạo lộ tri kiến tịnh. Patipada nhan na dasana visuddhi. Là bao gồm các trí tuệ quán, từ sao sanh diệt tuệ cho đến chuyển tập tuệ. Một sanh diệt tuệ, Udayappaya nhan na. Là giai đoạn trí tuệ quán thấy ra được tam tướng trong danh sắc mà không vay mượn những cái biết từ việc đọc hay nghe người khác. 2. Biến diệt tuệ Phanga nhan na. Ở đây hành giả thấy được sự sanh diệt của danh sắc với một tốc độ mà xưa giờ chưa từng ngờ đến. Không ai có thể thấy được từng sát na danh sắc sanh diệt thế nào, nên ở giai đoạn này, cái mà hành giả thấy được tuy nói là sự sanh diệt, nhưng hình ảnh nổi bật vẫn là cái diệt nhiều hơn sanh. Trong khi ở sanh diệt tuệ thì sự sanh và diệt cơ hồ như giống nhau. Ở đây hành giả nhìn về danh hay sắc thì hầu như chỉ thấy khía cạnh biến mất của từng thứ. Đó là lý do trí này được gọi là biến diệt tuệ. 3. Kinh úy tuệ Phaya nhăn na. Khi chỉ còn thấy sự biến mất của danh sắc, tâm trạng lớn nhất của hành giả lúc này là sự kinh cảm không thể diễn tả được. Hành giả thấy mình đang chết trong từng giây và nhìn ra toàn bộ thế giới cái gì cũng đang sụp đổ. Đây là cái thấy của trí tuệ như thật, không phải sự tưởng tượng. 4. Nguy hại tuệ Adinawa nhân na. Ở đây hành giả trực nhận ra bản chất của danh sắc không phải là những gì tốt đẹp như phàm nhân vẫn nghĩ. Đẹp xấu, buồn vui chỉ là ảo giác, những khái niệm kiên cố lâu bền đều là không thật, mọi thứ sanh ra chỉ để diệt đi. 5. Yếm ố tuệ Nibbida nhân na. Đến đây thì sự kinh hoàng đã lắng xuống và thay vào đó là sự nhàm chán với mọi sự, kể cả chuyện tu tập công đức. Với hành giả lúc này thứ gì cũng là của giả, thậm chí có người cũng vì tâm trạng này mà từ bỏ công phu tuệ quán. 6. Dục thoát tuệ Munchitukamjata nhan na. Tuệ này là tâm trạng muốn vượt thoát danh sắc. Hành giả thấy mình như một người tù
đang bị giam nhốt hay một con thú đang bị vướng bẫy. 7. Quán sát tuệ, Patisankha Nhanna. Ngay sau lúc muốn vượt thoát danh sắc, hành giả hiểu ra rằng không có một con đường nào để thoát khỏi danh sắc ngoài việc tiếp tục nhìn ngắm nó sanh diệt cho đến bao giờ dứt sạch phiền não mới thôi. Nhằm minh họa các tuệ vừa kể trên, trong kinh có cho ta bức tranh về một người nông dân đi đánh cá bằng nơm. Anh này bước xuống ruộng và dùng nơm chụp xuống những chỗ nghi là có cá, và sau cùng đã tìm thấy một chỗ bắt mắt nhất. Khi chiếc nơm được chụp xuống, anh nông dân thò tay vào trong và nắm lấy con cá đem ra ngoài. Anh ta bỗng dưng hết hồn vì cái cầm được trong tay không phải là cá mà là một con rắn độc với những vằn khoan trên mình và một cái đầu tam giác. Những chi tiết đó không hề hấp dẫn như ở một con cá, và lúc này điều duy nhất mà anh nông dân muốn làm là quăng bỏ con rắn thật xa, càng nhanh càng tốt. Có điều là việc liền bỏ con rắn độc không đơn giản như đối với một con cá. Anh nông dân phải nắm chặt nó và lựa chiều mà vung tay để nó không thể quay đầu cắn mình. Chính khía cạnh muốn bỏ nó phải dựa vào nó là tượng trưng cho từng thời điểm tâm trạng trước đó của anh nông dân cứ theo thứ lớp mà tượng trưng cho các tuệ kinh úy, yếm ố, nguy hại và dục thoát. 8. Hành xả tuệ, Sankha Rupika Nhanna. Với trí tuệ ở giai đoạn này, hành giả có cảm giác giống hệt như anh nông dân sau khi quăng bỏ con rắn độc đi. Thanh thản, bình yên, không tiếc nuối. Hoặc giống như một người nam hay nữ lúc nhìn về người vợ hay chồng cũ của mình và biết rằng tình xưa đã hết. Không thương, không ghét, chỉ là một sự hờ hững. Mà người ngoài không sao hiểu được, hành giả lúc này nhìn về danh sách cũng bằng tâm trạng đó. Không sợ, không chán, không muốn giữ lại cũng chẳng muốn xua đi, đại khái sao cũng được. Nói vậy có nghĩa là sự chán ghét hay sợ hãi đối với danh sắc vẫn là một thứ tâm trạng bồng bột ở giai đoạn chưa thuần thục chín mùi. Bởi đó còn là những tâm trạng lệ thuộc tình cảm. Riêng với thứ tuệ quán già dặn thì mọi thứ nằm ngoài những ghét thương. Ta đừng quên khoảng cách từ ghét sợ qua thương thích luôn gần hơn là từ sự hờ hững qua thương thích. 9. Thuận thứ tuệ Anuloma Nhanna. Với hành giả có đủ túc duyên ba la mật, sau hành xả tuệ sẽ là thuận thứ trí. Trong Ma Tỳ Đàm thì trí này chỉ diễn ra trong một sát na, và đối tượng của nó không còn là cảnh danh sắc nữa mà là Niết Bàn. Trong kinh có cho ta một ví dụ. Ngày xưa, những người đi biển thường mang theo vài con chim để nuôi trên tàu trong các chuyến hải hành. Khi đã xa bờ quá lâu ngày, muốn biết hướng nào có đất liền, thì người ta chỉ việc thả đi một con chim. Nếu thấy được bờ ở hướng nào, chim sẽ bay về đó và không trở lại tàu nữa. Nếu không thấy được đất liền, thì chim sẽ quay về tàu. Người ít duyên khi đến hành xả tuệ, thì tâm cứ quẩn quanh cảnh danh sắc. Trong trường hợp đủ duyên, đắc thánh trí, thì tâm hành giả sẽ rời cảnh danh sắc mà hướng về Niết Bàn. Ta có thể hình dung tiến trình này qua các tâm lộ đắc đạo sau đây. A. Lộ đắc đạo của người độn căn, Mandapanya. Xem hình 63, tuệ thuận thứ trên lộ đắc đạo của người độn căn. B. Lộ đắc đạo của người lợi căn, Tikkhapanya. Xem hình 64, tuệ thuận thứ trên lộ đắc đạo của người lợi căn. Nói theo tạng kinh thì thuận thứ tuệ gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tức 3 sát na tâm. Nói theo A Tỳ Đàm thì chỉ là một thứ tâm mà thôi. 10. Chuyển tập tuệ Gotra Phu Nhân Nát. Vẫn là phàm trí, lấy Niết Bàn làm đối tượng, chứ không phải cảnh danh sắc. Chính trí này có chức năng chấm dứt chủng tử phàm phu. 11. Thánh tuệ Ariya Nhân Nát. Gồm sát na thánh đạo Magga Nhân Nát và sát na thánh quả Phala Nhân Nát. Thánh đạo ở đây chỉ là một sát na, nhưng cùng lúc làm đủ 4 việc. Nhận ra khổ đế, chấm dứt tập đế, chứng ngộ diệt đế, thành mãn đạo đế.
Ngay sau thánh đạo là thánh quả, không có thời gian xen kẽ. Đây là lý do kinh gọi thánh trí là Akalika, hiệu quả tức thì, vượt ngoài thời gian, giữa đạo và quả không có gián đoạn. Vô lượng kiếp sanh tử được kích. 12. Phản kháng tuệ. Pachawekhanna nhanna. Sao lộ đắc đạo chỉ vài tâm hữu phần, thì năm tâm lộ phản kháng sau đây sẽ tự nhiên xuất hiện theo thứ lớp. Lộ tâm phản kháng đạo, nhìn lại tâm thánh đạo vừa chứng. Phản kháng thánh quả, phản kháng niết bàn, phản kháng phiền não đã diệt, phản kháng phiền não còn. Ở trường hợp người chứng tứ quả thì không có lộ phản kháng thứ năm này. Như vậy khi kể trí tuệ quán có 16 là kể hai tuệ trù bị, gồm danh sắc tuệ và liễu duyên tuệ. Tiếp theo là 10 trí tuệ quán căn bản và 4 trí tuệ quán phản xạ. Tự có, không do can thiệp, là từ tuệ chuyển tập đến tuệ phản kháng. G. Tri kiến tịnh, nhăn ná dasana visuthi. Ở đây chỉ cho các tâm thánh đạo, vì mỗi tầng thánh gột rửa ít nhiều phiền não, đến tầng cao nhất thì tất cả phiền não đều được đoạn trừ. Nói chi tiết thì có 8 hạng thánh nhân, nhưng trong thực tế thì chỉ có 4 tầng thánh quả, vì mỗi tầng thánh đạo chỉ diễn ra trong một sát na mà thôi. Một thánh sơ quả Sotapanna, còn gọi là thánh dự lưu, Tu Đà Quần hay Thất Lai, là người đã dứt trừ được 3 phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Từ sau lúc đắc quả, khi nào muốn an hưởng quả vị Niết Bàn, thì vị thánh sơ quả chỉ cần nhập vào quả định bằng cách quan sát danh sắc theo cách của người tu tuệ quán. Rồi sau đó lộ quả định xuất hiện kéo dài trong nhiều giờ hay một tuần lễ. Trong suốt thời gian này, vị thánh dự lưu chỉ sống có một loại tâm duy nhất là tâm sơ quả. Có 3 trường hợp sơ quả. Thất trùng sinh dự lưu, Sattakattu Paramasotapanna, tái sanh đây đó 7 kiếp ở cõi dục giới rồi mới chứng A-la-hán. Gia gia dự lưu, Kolankolasotapanna, chứng quả A-la-hán trong khoảng thời gian từ kiếp thứ 2 cho đến kiếp thứ 6. Nhất chủng dự lưu, Ekapichisotapanna, chứng A-la-hán ở kiếp thứ 2 sau đời này. 2. Thánh nhị quả, Sakadagami, còn gọi là Tư Đà Hàm, tức bậc Nhất Lai, là tầng thánh thứ 2 giảm nhẹ được dục ái và sân, dĩ nhiên kể cả si. Bậc thánh này chỉ có thể trở lại cõi dục giới một lần trước khi chứng quả Niết Bàn. Có 6 trường hợp Nhất Lai. Chứng Nhất Lai ở cõi người, rồi cũng chứng A-la-hán ở cõi người. Chứng Nhất Lai ở cõi người và chứng A-la-hán ở cõi trời. Chứng Nhất Lai ở cõi trời, rồi cũng chứng A-la-hán ở cõi trời. Chứng Nhất Lai ở cõi trời và chứng A-la-hán ở cõi người. Chứng Nhất Lai ở cõi người, sau đó sanh về trời, rồi sanh lại cõi người mới chứng A-la-hán. Chứng Nhất Lai ở cõi trời, sanh lại cõi người, rồi trở về trời chứng A-la-hán. 3. Thánh tam quả Anagami, còn gọi là Bất Lai hay A-na-hàm, là vị đã chấm dứt năm hạ phần kiết sử và không còn trở lại cõi dục giới nữa. Vị thánh Bất Lai và A-la-hán có 2 cơ hội để an hưởng quả vị Niết Bàn ngay khi còn sống, đó là an trú quả định, và nếu đã chứng thiền vô sắc thì còn có thể nhập thiền diệt thọ tưởng định. Có 5 hạng A-na-hàm, chứng A-la-hán ở nửa trước, tiền bán tuổi thọ trên cõi tình cư. Chứng A-la-hán ở nửa sau, hậu bán tuổi thọ trên cõi tình cư. Chứng A-la-hán một cách khó khăn, chứng A-la-hán một cách dễ dàng, chứng A-la-hán sau khi đã sanh đủ 5 cõi tịnh cư. 4. Thánh tứ quả Arahanta, còn gọi là A-la-hán, là vị đã chấm dứt tất cả phiền não, không còn gì phải làm thêm trong đạo nghiệp giải thoát, nên cũng gọi là thánh vô học. Trong khi 3 tầng thánh thấp vẫn còn là tầng hữu học, tất cả chư Phật toàn giác, độc giác và A-la-hán thinh văn giác đều là những vị thánh tứ quả giống nhau, trên phương diện chấm dứt phiền não và chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng do phước duyên mỗi cá nhân khác nhau,
nên bên cạnh những điểm đồng vừa nói, vẫn có những điểm dị biệt giữa các vị. Có những vị A-la-hán không từng tu qua thiền chỉ tịnh, nên bên cạnh việc hết sạch phiền não, không có thêm khả năng gì đặc biệt, các vị được gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Có những vị A-la-hán chứng đắc các tầng thiền đáo đài trước hoặc sau khi chứng quả A-la-hán, thì được gọi là câu phần giải thoát. Có những vị A-la-hán tu trọn cả chỉ quán, nhưng ngoài trí tứ quả, chỉ có thêm hai khả năng túc mạng minh và sanh tử minh. Các vị này được gọi là A-la-hán tam minh. A-la-hán lục thông là những vị A-la-hán có thể sử dụng cả ngũ thông. A-la-hán vô ngại giải là những vị A-la-hán có được bốn trí phân tích về văn, từ, nghĩa lý Phật ngôn và khả năng ứng đối. Nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện vô ngại giải. Vị A-la-hán nào cũng chấm dứt tất cả phiền não và sanh tử như nhau. Nhưng nói về ba khía cạnh phước báo, đức lành và trí tuệ, thì hàng thinh văn không bì được với Phật độc giác, và Phật độc giác không sao sánh